Rồi, chào bạn đến với kênh WTCO. Hôm nay mình lobo kẹt quá, mình không có làm được video. Hôm nay mình chỉ bây giờ sẽ bạn cái video cây mai chiến thủy lá lớn nè, và nhìn bông rất đẹp không? Mà đặc biệt cây này là tao các bạn trồng được nhánh nha. Nè, đây, nhánh mình trồng đây nè. Đây, mình trồng ra ra đấy nè bạn, thấy thấy đấy không? Đây, qua đây mình nhổ vô coi nè. Đây, bên đây mình trồng rất nhiều nè bạn. Đó. Nhìn để mình nhổ thử cây cho bạn coi nha. Này, bạn thấy rồi đấy không? Đây, đặc biệt là bằng nhánh nha bạn. Bạn thấy mình dùng nhánh không? Đây đấy nè không? Đó. Cây này rất dễ trồng mà, không cần phải dùng ghép hay gì bất công. Bạn chỉ cắm nhánh trồng xuống là lên thôi. Cây này mai cũng rất đẹp. Còn mình có trồng trồng thử cây quế, mà cây quế nó cây này là không không được bạn. Này trồng nhánh không được. Chỉ cây sung với cây mai thị này trồng nhánh, mai thị nó lớn này trồng nhánh là rất được. Còn mai thị là nhỏ mà mình ghép á, mình cũng không có cần cắt thử, mình chỉ ghép làm sao mình ghép mình chơi cho bạn coi thôi. Chứ mình cũng không có ghép. Mình cây quế của mình đây. Cây này bông thơm lắm. Còn các bạn nhìn mai chữ thủy cũng đẹp luôn. Đây, này. Đây mình có cây rất lớn ha. Bông này là bông nở quanh năm suốt tháng luôn bạn. Bông nở không có ấy nha. Nở quanh năm suốt tháng. Đây là cây nhỏ bên trong. Đây là bông đẹp luôn. À, bông trắng từ bông rất nhiều. Tại cái này mình không có cắt tỉa cành, nhánh chỉ nêu tỉa cành thì cánh nhánh à. Bông sẽ ra nhiều lắm. Đây cây này mình cũng trồng được lên rồi mà. Cây này mình mới cắm nay 2-3 bữa nên nó chưa có ra lá non, kiểu này là nó không có mọc rễ. Còn mấy cây có rễ là nó, nếu nó có bọc rễ rồi là nó sẽ đâm cho non vậy nè bạn. Đụng hết lá già nó cây non là nó có rễ đây. Cây này nè, rễ rất nhiều. Giờ. Cây này mình nhỏ lên là bạn là có rễ nhiều rồi, còn cây này chắc phải rễ nhiều hơn nè. Tại thấy rễ lên tới gốc luôn nè. Cái này tết bạn làm cái chậu nhỏ tí tí thôi. Cái các bạn bỏ ra và bán thì 50 là bán họ không thích lắm. Tại mai cây này nó đẹp lắm. Điều cây này nó ưu điểm nó là trồng nhánh được nha bạn. Còn nhược điểm nó là bông nó không thơm, chứ là nhiều thôi. Nó đẹp thôi, bông nhiều đẹp thôi chứ nó không có thơm. Cũng mà thấy mình thấy cũng đẹp lắm. Có như mình trồng ở đây nhiều người vô họ cũng thấy hồ bông cái đẹp. Rất tốt à, sung rất dễ trồng à. Còn ở đây cây mai trước cửa mình ghép cho vui, hồi xưa mình mới tập ghép mà mình dẫn lên ha. Đó. Thôi lâu quá mình không làm video nên mình làm cái video đơn giản chia sẻ các bạn cách trồng cây mai trước kiến thủy thôi. Mình tính qua quay cây khế thôi để quay cây được bằng mình chỉ chia sẻ vậy thôi, thì mong bạn thông cảm. Vì bây giờ hôm nay ở Phú Giáo mình có nấm mối nhiều quá, mình tối nay mình sẽ đi nhổ nấm mối, mình quay cái clip này làm nấm mối, clip nhổ nấm mối cho bạn coi. Bữa mình nhổ được mấy ổ lớn mà đều trời mưa quá mình không có máy lấy điện thoại để quay được, các bạn không cần. Rồi thôi video đây, các bạn nhớ lên like ủng hộ kênh nhà mình nha. Xin chào các bạn, gặp lại các bạn trong video sau. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video.